Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm bài tập số 32. Bài 32, đếm số lần xuất hiện của giá trị x trong mạng. Thì với bài tập này thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ như sau. Mình cho một cái mạng 1 chiều các số nguyên, gồm có 4 phần 4 là trừ 1, 10, âm 8 và 25. Và mình cho cái biến x ở đây là nhập vào là 10. Thì như các bạn thấy thì trong cái mạng A này có 1 phần 4 là 10 đúng không ạ? Có giá trị là 10. Thế nên là nó sẽ in ra cái số lần xuất hiện của nó sẽ là 1 đúng không ạ? Đấy. Về thuật toán để giải bài tập này thì nó rất đơn giản. Các bạn cần phải kiểm tra xem cái phần tử AI ở trong mạng này nó có bằng cái giá trị x hay không. Đấy. Khi nó bằng cái giá trị x này rồi thì mình sẽ tính nó là một lần xuất hiện đúng không ạ? Cứ một lần có cái giá trị AI nào trùng với giá trị x thì sẽ tăng cái biến đếm x biến đếm lên. Biến đếm nó tương đương với số lần xuất hiện đấy. Đấy. Thì đó là cái thuật toán để giải bài tập này. Bây giờ mình sẽ đi vào giải chi tiết. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một số cái bước cơ bản như là thư viện, khai báo thư viện, khai báo cái hàm nhập mạng và xuất mạng. Trong cái hàm đầu tiên là thư viện. Thì thư viện ở đây mình sử dụng Studio này, Corneo và Math này. Và sử dụng thêm một cái define mặc bằng có độ lớn bằng 100. Và sau đó sử dụng cái câu lệnh cái hàm nhập mạng. Nhập mạng ở đây thì đầu tiên thì mình cần phải khai báo cái số n này. Và sau đó kiểm tra điều kiện n này bằng cái lệnh câu to này. Sau đó sử dụng khoảng for để chúng ta có thể nhập được các cái giá trị cho phần tử mạng này. Sau đó là sẽ là xuất mạng ra đúng không ạ? Xuất mạng thì chúng ta sử dụng thêm một cái câu lệnh print này với cái vòng lặp for. Đấy. Vì những cái bước này thì nó rất là cơ bản và mình đã nói rất rõ ở cái phần mạng này ở những cái bài tập ở trước, nên là bài tập này mình sẽ nói qua như vậy thôi. Và tiếp theo là đến cái hàm dùng để kiểm tra số lần xuất hiện đấy. Thì ở đây mình sẽ viết một cái hàm dùng để kiểm tra và kiểu của nó là kiểu integer. Đây sẽ viết là tên của nó sẽ đếm số lần xuất hiện đấy ạ. Đếm số lần xuất hiện đấy, đặt tên như dài dài như vậy cũng được, không sao cả. Và đây chúng ta cần phải có cái mã A đây và cái N. Và chúng ta thêm một cái nữa là cái biến x đúng không ạ? X là chính là cái số chúng ta nhập vào. Đấy. Và trong đây thì chúng ta cần phải làm gì? Thì trong cái hàm đếm số lần xuất hiện này thì đầu tiên mình sẽ khai báo một cái biến gọi là biến đếm. Khởi tạo giá trị ban đầu cho nó là bằng 0. Vì ban đầu mình chưa biết là trong cái mạng A đó có bao nhiêu cái giá trị mà có giá trị bằng cái x đó, bằng cái giá x cũng chỉ x mình nhập vào. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái vòng lặp for để có thể kiểm tra được cái tất cả các cái phần tử ở trong mạng giảm giá trị ban đầu cho biến chạy y bằng 0 và y bé lên n và tất nhiên là y cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình làm gì? Mình sẽ kiểm tra cái điều kiện bằng cách sử dụng cái câu lệnh if. Thì mục đích của bài tập này là kiểm tra cái số lần xuất hiện của cái biến x ở trong cái mạng một chiều đúng không ạ? Thì mình sẽ kiểm tra xem cái giá trị AI trong cái mạng một chiều đó nó có bằng với cái giá trị x hay không. Đấy. Nếu như nó bằng thì sao? Thì nó sẽ tăng cái biến đếm này lên. Đấy. Nó sẽ tăng mỗi lần có giá trị AI mà bằng với giá trị x thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đấy. Cái đếm vòng cộng này nó tương đương với đếm này bằng đếm vòng 1. Đấy. Nó tương đương với điều này.
À, cái kết quả của cái hàm đếm số lần xuất hiện này thì nó sẽ trả về cái biến đếm này, giá trị của cái biến đếm return đếm. Đấy. Như vậy là mình đã viết xong cái hàm dùng để đếm số lần xuất hiện đúng không ạ? Rồi sau đó mình sẽ đi vào cái hàm mà main, cái hàm chính. Và trong hàm bên này mình cần phải khai báo những cái biến như là n này, tức là số lần xuất hiện này. À, khai báo cái mạng A này. A đây sẽ là max. Đúng không ạ? Và sau đó là những cái hàm nhập x này. Các bạn nhập x thì chúng ta trước tiên để nhập thì chúng ta cần phải khai báo x này. Sau đó sử dụng cái câu lệnh print này. Thì x là một kiểu số nguyên nên đây sẽ là phần trăm d đúng không ạ? Và đây sẽ là và x đúng không ạ? Sau khi đã nhập x thì chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập mạng ra a và n và sau đó là xuất mạng. Rồi sau khi xuất mạng thì ta làm gì? Đấy. Chúng ta sẽ cần phải khai báo một cái biến để nó chứa cái giá trị trả về của cái hàm mà đếm số lần xuất hiện đấy, đúng không ạ? Mình sẽ ghi khai báo một cái biến gọi là kết quả bằng cái kết quả trả về của cái hàm mà đếm số lần xuất hiện đúng không ạ? Đây sẽ là a này, n này và x đúng không? Và sau đó sẽ in ra kết quả. Đây sẽ là số lần xuất hiện của giá trị x đúng không ạ? Giá trị x ở đây thì mình sẽ đặt là phần trăm d trong mạng là đây mình sẽ đặt là giá trị của cái biến kết quả đúng không ạ? Đấy, đây sẽ là phần trăm d luôn ạ. Và cái địa chỉ của cái phần trăm d đầu tiên là chính là cái x và giá trị của cái phần trăm d thứ hai ở đây sẽ là vị trí trả về của cái giá trị kết quả. Đấy, và sau đó là get và return đúng không ạ? Thì như vậy là mình đã viết xong cái code cho cái chương trình này, chúng ta sẽ cùng chạy để kiểm tra. Đấy, như vậy là chương trình nó đã không báo lỗi đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta nhập x. Ở đây mình sẽ nhập cái x bất kỳ, mình nhập là 4 và sau đó sẽ nhập cái số phần tử của cái mạng. Ở đây mình sẽ nhập cũng là 4 luôn. Và nhập cái số phần mạng bất kỳ. Đấy, trường hợp đầu tiên mình sẽ nhập với cái trường hợp mà không chứa các cái không chứa cái phần tử x đó. Đấy. Thì nó đã in ra cái số lần xuất hiện của giá trị 4 là tức là giá trị x đây. Trong cái mạng là 0 ấy, tức là nó không xuất hiện trong cái mạng này. Và bây giờ mình sẽ thử với cái trường hợp mà nó xuất hiện trong cái mạng. Dù mình nhập ở đây x là bằng 6, số phần tử là của mạng là 4 và mình sẽ nhập bất kỳ. Đấy, thì nó đã in ra cái giá trị của mạng này và đã in ra cái số lần xuất hiện đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy nó bằng 2 đúng không ạ? Đấy. Rồi. Thì trên đây là cái bài tập để giải về cách đếm cái số lần xuất hiện của giá trị x trong mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.